Vincent Nguyễn, chàng hậu vệ hồng nhan bạc phận của bóng rổ Việt Nam. Với những ai xem VBA từ những mùa đầu, hẳn chúng ta đều không xa lạ với Vincent Nguyễn Quang Vinh, chàng hậu vệ điển trai và tài hoa bậc nhất lịch sử giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam. Với phong thái điềm tĩnh, lạnh lùng, chuẩn soái ca, kèm theo đó là khả năng chơi bóng vô cùng xuất sắc, Vincent đã đốn biết bao nhiêu con tim người hâm mộ, đặc biệt là với những khán giả nữ. Thế nhưng, có một sự thật vô cùng đáng tiếc mà có lẽ sẽ khiến nhiều người phải bất ngờ. Đó là Vincent Nguyễn chưa có được một danh hiệu tập thể nào ở VBA cũng như ở đội tuyển bóng rổ Việt Nam. Hôm nay, hãy cùng Bóng Rổ TV kể về chàng hậu vệ hồng nhan bạc phận của bóng rổ Việt Nam nhé. Vincent Nguyễn bước vào sân chơi VBA lần đầu tiên vào năm 2017 dưới màu áo của câu lạc bộ Hà Nội Buffalo. Trước đó, anh cũng đã tham gia vào đội tuyển bóng rổ quốc gia Hà Lan và chinh chiến tại các giải đấu chuyên nghiệp châu Âu. Nên như một lẽ dĩ nhiên, anh có kinh nghiệm vô cùng dày dặn và đã trở thành đầu tàu của châu thủ đô ở mùa giải năm đó. Ngay mùa giải đầu tiên gia nhập VBA, Vincent có trung bình 12,7 điểm và ấn tượng nhất là 6 kiến tạo mỗi trận, dẫn đầu cả giải VBA 2017, vượt qua cả huyền thoại của Sài Gòn Heat là David Vietanlon. Chính lối chơi thông minh, kỷ luật và đơn giản của anh đã khiến cho huấn luyện viên Totbert tin dùng hơn cả Hoàng Ca và anh trở thành tay cầm bóng chính của cả đội. Thế nhưng hai mùa giải đầu tiên của Vinny, dù đã rất xuất sắc, anh vẫn trắng tay về mặt danh hiệu. Cả hai mùa VBA 2017 và 2018, Hà Nội Buffalo đều gục ngã ở bán kết và chung kết, mặc cho vô số nhận định cho rằng họ có thể chạm tay đến chiếc cúp vô địch. Sang đến mùa 2019, sau mùa draft đầy những biến động với những cú chết đầy bất ngờ, Vincent được chuyển sang Hồ Chí Minh City Wing trong sự ngỡ ngàng của chính anh và người hâm mộ. Chính Vincent cũng phải thốt lên đầy cảm động: "They trade me, họ đã đổi tôi đi." Và cũng chính cú chết này đã giúp cho Vincent có mùa giải thăng hoa nhất trong sự nghiệp tại VBA 2019. Anh có trung bình 16 điểm mỗi trận, kèm theo hiệu suất rất tiến bộ, 42% field goal. Hồ Chí Minh City Wing năm đó cũng cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác khi gần như đã đánh bại cả Sài Gòn Heat để bước chân vào final. Nhưng số phận lại lần nữa nghiệt ngã với Nguyễn Quang Vinh khi anh đã ghi đến 20 điểm mỗi trận trong loạt playoff đó. Anh hai đại bàng vẫn bị ông 30 lật kèo, để rồi chính nửa đỏ thành phố cũng vô địch VBA 2019. Vincent đạt được danh hiệu đầu tiên và duy nhất của mình là Heritage of the Year, cầu thủ Việt Kiều xuất sắc nhất năm, nhưng cũng không thể bù đắp cơn khát danh hiệu tập thể. Những năm sau đó, Hồ Chí Minh City Wing luôn phải chầy chật trụ hạng. Dưới những sự thay đổi về điều lệ giải đấu, anh hai đại bàng dù chưa bao giờ bị coi là yếu, nhưng luôn thiếu đi sự may mắn để tìm lại ánh hào quang. Vincent Nguyễn vẫn luôn xuất sắc, vẫn luôn là nhạc trưởng của đội bóng và tỏa sáng khi cả đội cần. Anh không có bất kỳ một mùa giải nào ghi dưới 10 điểm một trận, mặc cho biết bao nhiêu đồng nghiệp đã đến và đi. Những người bạn thân của anh như Khoa Trần, Stefan Nguyễn hay Sang Đình đều gặp những bế tắc riêng và rời VBA, nhưng Vincent vẫn luôn ở đó, cần mẫn, chăm chỉ và chuyên nghiệp. Tại mùa giải VBA 2023 vừa rồi, Vincent có trung bình 13,1 điểm, 5 kiến tạo và 4,4 rebound. Nhưng vẫn thêm một lần nữa, anh phải ngậm ngùi ở nhà xem playoff trong tiếc nuối. Vận rủi còn ám cả Nguyễn Quang Vinh trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam khi anh chưa bao giờ được khoác áo đội tuyển dù rất mong muốn được cống hiến. Có một sự thật vô cùng chạy lòng rằng Vincent luôn được gọi đi tham dự SEA Games kể từ năm 2019 đến nay, nhưng anh không đáp lại lời kêu gọi chỉ vì một lý do: giấy tờ. Theo luật pháp của Hà Lan, nếu muốn có thêm quốc tịch Việt Nam để tham dự SEA Games, anh phải hoặc là bỏ quốc tịch Hà Lan hoặc là cưới vợ người Việt. Cả hai đều thật quá khó khăn khi mà gia đình của Vin chủ yếu vẫn sống ở Hà Lan. Còn chuyện cưới xin là chuyện cả đời người, không thể tùy tiện quyết định chỉ vì một giải đấu bóng rổ. Vì lẽ đó, cái tên Vincent Nguyễn chưa thể một lần xuất hiện trong màu áo đỏ thân thương, và có lẽ đây sẽ là một ước mơ mãi dang dở của anh và người hâm mộ. Huấn luyện viên nổi tiếng Steve Kerr từng nhận định, sự ổn định chính là yếu tố quan trọng tạo nên đẳng cấp của một cầu thủ, và điều này cực kỳ chính xác với Vincent Nguyễn. Ở Vincent Nguyễn, không có những pha bóng hoa mỹ biến ảo, cũng không có những màn trình diễn hủy diệt 30-40 điểm. Nhưng anh luôn là trụ cột, là linh hồn của mọi đội bóng anh tham gia. Chỉ là những cú ném, jump shot cơ bản, chỉ là những pha đi bóng chắc chắn và những cú ném phạt chắt chiu. Nhưng Vincent đã làm nó từ ngày này qua năm khác và luôn ở một hiệu suất ổn định đến đáng sợ. Tất cả đội ngũ huấn luyện của cả Hà Nội Buffalo lẫn Hồ Chí Minh City Wing đều phải công nhận Vincent là cầu thủ chuyên nghiệp nhất họ từng làm việc cùng. Chỉ cần một lần đến xem anh thi đấu cũng thấy anh chỉn chu từ những lúc khởi động, khi luôn là người đến đầu tiên. Nhìn vào những hình ảnh đó, fan nào cũng chạy lòng khi nhận ra anh còn chưa được chạm tay vào chiếc cúp vô địch VBA. Có lẽ thời gian của Vincent ở Việt Nam không còn nhiều, khi theo nhiều nguồn tin chia sẻ, anh sắp có những dự định riêng và không theo đuổi VBA được nữa. Thế nhưng, những di sản anh để lại chính là tấm gương hoàn hảo cho mọi cầu thủ trẻ nói theo. Một thái độ cẩn mẫn, chuyên nghiệp và một lối chơi đơn giản, thông minh nhưng hiệu quả. Với những gì đã thể hiện, Vincent Nguyễn xứng đáng là một trong những Việt kiều xuất sắc nhất lịch sử của VBA.